Đau quá, đau quá. Ôi da, chú biết làm sao đây? Thì rắn cắn, đau quá. Thằng Phương đang đắp tí lá vào đây này. Chú bị cắn từ bao giờ đây? Bị cắn từ lúc sáng nay. Loại này là loại rắn gì? Rắn như gì? Rắn lúc này nó mốc 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 ấy, cắn nó vào. Rồi đi vào đi xem cái con thuốc gì mà chuột chuột nó lấy vừa đáp vào cái. Đau quá, thế thôi. Thế... sừng to này rồi. Em ở đây chăm sóc chú nhá. Ok. Để anh đi 20 cây thuốc. Ok. Đưa anh lái nhé.
cái đó ra. Chú chịu đau nhá. Còn đàn gà đây làm nào đây? Cho Vũ ở lại trông nhá. Đây trông một người ở đây trông này, trông hổ đấy. Nghe ba chú khỏi bệnh chú về. Thôi, cầm thôi. Chắc thôi được. Con gà ở đây đợi nhá. Ok. Cố lên chú ơi. Đâu 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 chị ơi. Dạ đâu đâu đây quá. Quá đi về đây đang nghỉ kia. Dán cán đang đi đường đây. Để dán cán đau thế này. Quá. Ôi. Quá dạ. Chân này to hẳn ra. Úi dồi. Căng mọng luôn. Cháu tháo một cái lá này để đi đắp cái lá mới. Đáp hết lấy đi. Đó ghê rồi. Bị tuôn cả cái này quá. Cái này quá. Cho nó ngủ vậy. Ừ. Đây. Nào. Ây. Ây xa. Rồi. Ghê rồi. Đây ăn. Ghê đau quá. Thuốc gì đây? Thuốc. Ôi, đắng đấy. Không. Ôi dù. Thuốc đắng chết. Đắng ngon ra. Ôi à.
Ôi dồi. Quá. Ây da. Ủa, khé khé đâu, đau. Sưng to thế, đau rồi.